Hello, xin chào các bạn nhé. Thì hiện tại mình đang ở khu vực Chí Linh. Thì trước mắt chúng ta đây là một vườn vải rất là chi là rộng của một nông hộ ở dưới Chí Linh, Hải Dương nhé cả nhà nhé. Thì đây là một cây vải gọi là vải thiều ở dưới Thanh Hà đấy. Hiện tại hôm nay là ngày 22 tháng 5 nhé cả nhà nhé, tháng 5 dương lịch. Thì cái vải thiều Thanh Hà đấy đã bắt đầu chín rồi cả nhà. Đấy, Thanh Hà, Hải Dương nhé, đã bắt đầu chín rồi. Thì các bạn cũng có thể thấy là cái màu mã mẫu và màu sắc là rất là đẹp đấy. Thì ở trong này là vườn của bác là cũng rất là rộng đấy. Thì em sẽ đi quay, năm nay là vườn của bác là cũng mất mùa cả nhà, cũng không được mùa đấy, tỷ lệ đậu quả thì rất là thấp. Bác bảo là có được khoảng độ tầm 10% thôi, rất chi là buồn. Định rủ bác ra quay nhưng mà bác hơi ngại trước màn hình tí nên là em xin phép là em đi một mình nhé cả nhà nhé. Thì trước mắt chúng ta đây là cây vải thiều Thanh Hà chính vụ, là cái vải thiều Thanh Hà này nó sẽ chín sớm hơn cái vải thiều chính vụ như cả nhà nhé. Đấy, em hiện tại em đang quay ở dưới Chí Linh rồi. Ok, chúng ta sẽ đi thăm vườn nhé, thì xem là cái tỷ lệ quả mấy cả chất lượng quả mấy cả cái tỷ lệ đậu quả của vải thiều ở dưới khu vực Chí Linh năm nay là như thế nào nhé. Đây các bạn cũng có thể thấy là cái vải thiều Thanh Hà là bao giờ nó cũng chín sớm này, bây giờ mới có 22 tháng 5 dương lịch thôi mà đã chín rồi. Đấy. Cây này thì cái tỷ lệ đậu trái thì cũng không được cao lắm cả nhà. Các bạn cũng có thể thấy cây là cũng được năm nay bác cũng được chăm sóc rất là kỹ nhưng mà năm nay phụ thuộc vào thời tiết. Đấy. Thì đây là cái vườn trông này. Cái trước mặt này là cũng vải thiều vải u phải không nhỉ? Chú nhỉ, bác nhỉ? Đấy. Nhà có thấy trước mặt chúng ta đây là có một cây vải này. Cái này vải u phải không chú? Đấy, đây là cái trước mắt chúng ta là cây vải u. Cây này thì cháu thấy cũng được đấy phải không? Vải u với vải Thanh Hà thì bao giờ cũng chín sớm nhé cả nhà nhé. Còn cái vải thiều chính vụ thì bao giờ cũng chín muộn thôi. Thì hôm nay là 22 tháng, cháu bắt một quả nhé. Vâng, cái vải u này thì là ăn nó rất là chua. Nhưng mà vải u bây giờ hiếm này, phải không bác? Vải u tại vì ngày xưa là do bị chặt đi nhiều nên là nó hiếm hơn hơn bây giờ là rất ít người có. Đấy, cả nhà thấy là cái cây vải u thì bao giờ vỏ quả nó cũng dài hơn cái vải thiều gốc của Thanh Hà với cả Lục Ngạn nhé cả nhà nhé. Thì em sẽ đi một vòng vườn. Đây em so sánh cho hai quả đấy. Các bác có thể nhìn thấy rõ là cái vải thiều bao giờ quả nó cũng tròn hơn. Còn cái vải u thì bao giờ cái quả nó cũng dài hơn đấy. Nhọn đít. Vải u thì ăn rất là chua. Còn cái vải thiều thì nó ăn nó ngọt hơn. Cái bây giờ thì chỉ có vải u với vải thiều đã bắt đầu chín rồi nhé cả nhà nhé. Thì vườn năm nay đấy các bạn thấy không? Vườn thì rất là rộng và to, cây thì cũng rất là cổ thụ. Các bạn thấy là hầu như là không có trái, không có trái hết. Thì em sẽ đi xem cái cây nào nó vải thiều chính vụ mà cây nào nó có trái nhé cả nhà nhé. Thì em sẽ quay cho các bác xem phản ánh trực tiếp cái vải vườn vải thiều của trên khu Chí Linh, Hải Dương nhé cả nhà nhé. Thì em cũng đã quay ở trên Lục Ngạn rồi, cũng quay được hai cái vườn ở trên Lục Ngạn. Thì hôm nào em sẽ xuống chính đất Thanh Hà, Hải Dương nhé cả nhà nhé. Nếu mà các bác mà thấy video của em hay ấy, thì sẽ ấn đăng ký nhé cả nhà nhé. Em đứng lên cao trên này để em quay cho các bác xem. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, hầu như là không có quả. Năm nay là phụ thuộc vào thời tiết, nhưng không phải bà con chăm sóc là không tốt đâu, mà phụ thuộc vào thời tiết là rất là nhiều, nên là cái vải thiều là nó quả nó rất là ít. Các bạn thấy không? Để em vặt một quả của vải thiều chính vụ nhé, để so sánh giữa ba loại vải thiều vải u này, vải thiều Thanh Hà này và vải thiều chính vụ đấy. Các bạn có thấy là cây hầu như là không có quả. Hiện tại em quay hôm nay là ngày 22 tháng 5 nhé cả nhà nhé, dương lịch.
Đấy, các bạn, bác có thể thấy này, cái vải thiều chính vụ bây giờ nó cũng chín muộn hơn. Cái này thì nó khoảng độ tầm gần một tháng thì sẽ bắt đầu chín rộ. Các bạn có thể thấy là đây, trước mắt chúng ta đây là ba loại vải, gọi là ở vùng đất là Hải Dương, Bắc Giang là có rất nhiều. Đó là cái vải thiều chính vụ này, đấy. Và cái vải vải đây là vải u này. Đấy, vải u hồng nhá, là rất là chi là chua, cái vải này chua này. Đấy, còn đây là cái vải thiều Thanh Hà này, đấy. Vải u với vải thiều là đã chín rồi nhá cả nhà nhá. Tại vì sao các bạn cứ hay thắc mắc là tại vì sao cái lại có vải vải chín sớm với vải chín muộn đấy. Đấy, vải thiều đây là vải Thanh Hà nó bắt đầu chín rồi, vải sớm đấy, bắt đầu chín rồi. Vải u thì cũng chín rồi. Đấy. Vải chín rất là đỏ. Đây là cây vải u nữa này cả nhà. Vải u nữa. Đấy. Vải u thì bao giờ đít nó cũng nhọn hơn. Các bạn ạ. Đít nhọn. Các bác có thể thấy là cái vườn này theo bác ấy bảo là tỷ lệ đậu trái có 10% thì quá thấp. Nói chung là rất là buồn cho các bà con nông dân. Năm nay trồng vải thiều mà giá hình như năm nay cũng không được tốt lắm. Theo em cập nhật thì cũng chỉ rơi vào tầm 20 đến 30 thôi, vải sớm hay vải u. Đấy. Các bạn có thể thấy này. Tất cả vườn này tỷ lệ đậu cây này không được quả nào luôn. Năm nay phụ thuộc vào thời tiết này, rất là khắc nghiệt. Các bạn có thể thấy trước mắt chúng ta không có một quả vải nào luôn. Nói chung là bà con nông dân là làm ra quả vải là rất chi là vất vả các bạn ạ. Mà lại còn phụ thuộc vào giá cả rồi thương lái các kiểu nữa. Nên là rất chi là buồn. Vườn này rất là rộng nhá. Bác bảo là rơi vào tầm hình như là 10.000 hay là bao nhiêu đấy. Mét vuông đấy. Đấy. Các bạn có thể thấy đây. Vải đây. Rất là lác đác chín này. Cả một cây vải như này mà lác đác được vài quả này thì nó không đáng kể gì. Đấy, không đáng kể gì đấy. Bạn thấy không? Không bỏ công vặt đấy. Đây là cây vải thiều chính vụ này. Đấy, vải thiều chính vụ này. Bây giờ xanh quả bắt đầu to rồi. Tầm này nó sẽ chín mà rất to rất nhanh. Nó chỉ rơi tầm một tháng nữa là nó sẽ rất là rộ. Em mà lên Lục Ngạn thì cũng có một số vườn nó rất là sai các bạn ạ. Nhưng mà cái tỷ lệ đậu trái thì nó cũng chưa được đảm bảo lắm so với mọi năm. Đấy. Nói chung là em thấy vườn nhà bác thì cũng tỉa cành rồi khoanh gốc các kiểu, đấy, tỉa cành các bạn, tỉa cành này, đấy. Bà con làm rất chi là tỉ mỉ luôn, tất cả đều tỉa cành hết, khoanh tán, đấy các bạn, vất vả lắm, làm nó quả việc vải thiều vất vả lắm các bạn, chứ không hề đơn giản đâu, làm cỏ rồi khoanh gốc rồi bón phân rồi các thứ, đấy các bạn thấy không, cái vải thiều chính vụ ấy, lác đác vài quả thôi, rất là buồn, đấy, vườn vải nhà bác thì rất là rộng, mình sẽ cố gắng đi một vòng. Các bạn có thể thấy những cái cây như thế này mà còn không có quả, không hề có quả luôn, buồn lắm. Các bác cứ bảo là em quay những vườn toàn không có quả, đây là em đi em gặp là em quay đấy. Phản ánh hiện thực luôn. Đấy. Cái vải sớm này các bạn. Những cái cây như này ấy, nếu mà mọi năm ấy, thì nó phải sai chíu chít luôn. Một cây to như này nó phải rơi vào tầm 100 cân ấy, một tạ đấy các bạn. Một tạ đấy. Nhưng mà năm nay như này thì chưa được khoảng độ tầm 20 cân thì ăn thua gì phải không các bạn? Đấy. Chưa được 20 cân thì ăn thua gì. Các bạn thấy không? Vườn thì có cả ba loại vải luôn, vải u hồng này, vải thiều chính vụ này và vải thiều Thanh Hà. Đấy. Đây em vặt cả ba loại cho bác xem. Cùng một thời điểm, hôm nay là ngày 22 tháng 5 nhưng mà nó sẽ có ba loại vải. Đây, vải thiều chính vụ thì sắp chuẩn bị được thu hoạch cho các bạn. Các bạn có thể ngắm cây vườn này. Cây rất là to và cổ thụ rồi. Cũng khoanh tán rồi. Làm rất là cẩn thận đấy. Nhưng mà năm nay là thời tiết nó không được ủng hộ. Nên là bà con là mất mùa. Rất là buồn luôn. Em thì định dẫn bác đi ra đây để quay cùng em. Nhưng mà bác ngại. Bác không muốn quay. Nên là em xin phép là em đi quay một mình. Đấy. Cả nhà có thấy. Tỷ lệ đậu trái. Đây là các bạn. Khi mà vải nó đã đẩy lọc như này rồi ấy. Đẩy lọc như này rồi thì là quả sẽ chút hết. Đấy. Các bác có thể thấy này. Nó đã lên lọc như này là quả sẽ chút hết này. Những cái cành như này ấy, thì đáng lý ra là nó phải có quả này. Đấy. Nó đã bị khô và nó bị rụng hết cái hoa và cái quả. Đấy. Vải thiều mà đã lên lọc này thì coi như vứt đi hết. Không thể nào mà giữ được.
Đây các bác có thể thấy này, dưới gốc này. Đấy, những quả vải khô này, đấy. Khi mà nó lên lọc thì nó đẩy đẩy hết quả. Đấy. Đây có quả này, rụng hết. Rụng hết các bạn ạ. Đấy, rất nhiều vải, đấy. Rụng dưới gốc nhé, đấy. Em quay đây là dưới gốc cùng vải đấy, đấy. Nó lên lọc nó sẽ đẩy hết quả luôn. Rất nhiều luôn các bác, nhìn này. Nhìn rõ, đấy. Rất nhiều. Đây nữa này. Rụng đầy gốc luôn. Đây nó đẩy từ lúc bé này, những cái quả vải lúc bé này. Đấy. Rụng này, lúc bé này. Đấy. Còn đây các bác nhìn thấy không? Vải đẩy hết quả, đây tất cả là quả vải này, đấy. Đẩy hết quả ra, lên lọc và đẩy hết quả ra. Ừ. Nói chung là vải của bà con ấy không phải nơi nào cũng được mùa đâu các bạn. Không phải nơi nào cũng được mùa đâu. Cũng không phải vườn nào cũng có quả đâu. Nó phải phụ thuộc vào thời tiết ấy. Đấy. Những cái cành như thế này ấy, thì đáng lý ra nó phải nuôi. Một cành như này thì nó phải nuôi được khoảng tầm chục quả đấy. Nhưng mà bây giờ có hai quả thôi thì thật là không bỏ công vặt này. Rất là buồn cho bà con luôn. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy cây này vải chín thì có thể nhìn rõ hơn phải không? Nhìn rõ hơn phải không? Vải lác đác toàn chín. Rất là ít luôn. Rất là ít luôn. Đấy, thì em cũng đang làm một số video về vải thiều nhé. Thì em sẽ đi các vùng ở Bắc Giang, Hải Dương. Thì các bác nào mà quan tâm đến vải thiều và yêu thích nông nghiệp ấy, thì ấn đăng ký kênh cho em nhé. Và rung chuông ở bên cạnh nhé, để ủng hộ em làm những video tiếp theo nhé. Thì sau vụ vải thiều này thì em sẽ làm một số video về nông nghiệp. Đây là cái cây này này. Các bác nhìn không? Ít ra thì tỷ lệ độ trái nó cũng phải được như thế này. Đấy. Thì em đã nói là một cành ấy thì nó phải nuôi được khoảng độ tầm chục quả. Các bác có thể thấy một cành này 2, 4, 5 đấy, nó phải nuôi được tầm này quả thì mới bỏ công trăm này đấy, bỏ công trăm này thì mới bỏ công vặt này, thì bà con nông dân mà có thêm được tí giá đó thì mới được lãi chứ các bạn. Chứ còn như những cái cây ở bên cạnh em phản ánh trực tiếp luôn đây, cái cây như này ấy, chỉ lác đác thôi thì không được bao nhiêu các bạn, buồn lắm đấy. Các bác có thể thấy đây, ít ra thì nó phải được như này, có lúc là nó đây này, những cái quả như này nó bị rụng này các bạn. Đấy, đây những quả này nó bị đẩy rụng này. Thì nó phải được tầm như này. 2 4 6 7 quả, đấy, nó phải tầm 7 đến 10 quả, còn hơn nữa thì cái chùm vải mới bỏ không vặt, tại vì các bác có phải biết là vặt cái chùm vải này còn phải tuốt lá rồi phải bó cuộng rồi phải chặt gốc, chặt cành thì mới mang đi ra đến sản phẩm ra đến chợ được. Đấy. Ra đến thương lái rồi thương lái mới chở ra đến chợ được chứ không phải là cứ thế này mà bẻ mang đi được đâu. Nói chung là bà con làm rất vất vả đấy. Bạn có thể thấy đây, như những cành này, đấy. Như cây này thì còn được này, cây này thì còn tạm ổn, gọi là tạm ổn đấy các bạn. Tạm ổn đây, với các bạn nhìn thấy không? Một cành nhá, thì ít ra nó phải được tầm này quả này. Đấy. Nó phải được tầm này quả thì mới bỏ công để chăm sóc ấy. Đấy. Bỏ công để chăm sóc. Cây này thì ổn này. Nhưng mà cả vườn thì thử lẽ là mình ngắm thì có được đúng cây này thôi. Cây này thì nó nhìn nó ổn hơn. Đấy. Các bác phải thấy đó. Nó phản ánh trực tiếp luôn. Là cái vải ấy thì không phải là vườn nào cũng được nhé các bạn. Cũng không phải là một vườn mà không phải cây nào cũng đậu đủ đâu. Đấy. Cái cây này thì trong vườn này thì mình thấy cái cây này ổn này. Đấy. Cái gọi là cái này gọi là ổn nhất vườn nhé. Thì giá vải hôm nay thì em cũng có theo dõi thì như là nó rơi vào tầm 20 hoặc là 30 hình như là 40 ấy. Giá cao thì 40 thì sao. Nói chung là thông tin này em không chính xác đâu nhá, thì hôm nào em sẽ đến tận tại điểm cân, mai hoặc ngày kia em sẽ đến tại đúng điểm cân luôn để em cập nhật cái giá chính xác nhất cho các bác. Đấy, thì các bác đây, các bạn có thấy không, đây là một cành nhá. Một cành thì ít nhất nó phải được tầm này quả này thì mới bỏ công chăm sóc nhé, bỏ công vặt và bỏ cái công mang ra cho thương lái. 2, 4, 6, 8, 10 quả. Đấy, ít nhất phải được tầm 10 quả như này. Các bác thấy không? Làm được quả vải diều thiều không hề đơn giản đâu. Mà năm nay thương lái thì khả năng là nó bán liếc nó hơi chậm trễ tí các bạn. Bà con giữa trưa nắng khoảng độ tầm 3-40 độ thì vẫn phải lóc ngóc ở dưới vườn vải các bạn thấy. Sau đây là cái ánh mặt trời. Đấy. Đây là giữa quả núi, nó đang ở trên núi, chân núi, sườn núi các bạn. Đấy.
Nói chung là cây này thì ưng này các bạn. Cây này thì được, cây này được. Như cây này thì chán này, đấy. Cây này chán này. Thời tiết rất là nóng các bạn. Em đi quay này rất là mệt. Nên là các bác nào thương tình em thì ấn đăng ký kênh nhá, ủng hộ em nhá, để em có động lực em làm những cái video nhá. Về nông nghiệp nha cả nhà nhá. Đợt này đang vụ vải thiều chính vụ nên là vào vụ vải thiều thì em sẽ chủ yếu là đi quay vải thiều thôi. Đấy, nhưng mà sau này hết vụ vải thiều thì em sẽ làm nhiều video về nông nghiệp, về trang trại. Rồi cô các bác, em bây giờ không tìm thấy lối ra nữa này. Vườn rộng quá luôn đấy, thật sự luôn đấy. Rất là rộng các bạn. Vườn rất là rộng luôn. Rất là rộng luôn đấy. Em vừa em nói chuyện với bác thì không biết là bác có bảo là hình như là 10.000 mét vuông. Các bạn thấy đó, toàn vải là vải. Chúng ta đang đứng dưới cây vải. Đấy. Nói chung là luôn. Đây các bạn nhìn này. Những cái cây này nhá, không có quả này. Không có quả này. Đấy, không có quả này. Thì các bạn nhìn quan sát ở dưới gốc này. Dưới gốc này. Này dưới gốc này. Khi mà quả vải nó rụng này, các bạn nhìn thấy không? Rất là buồn các bạn. Lên hoa thì rất nhiều, lên quả rất nhiều. Đấy, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Các bác nào có biết cách chăm sóc vải tốt ấy, thì nói bình luận dưới nhá. Để khi nào em đi quay thì em gặp lông hộ nào thì em sẽ gọi là gần như là kiểu như là góp ý cho các bà con nông dân. Đấy. Đây có cây ổi này. Ổi. Các bạn nhìn thấy không? Chỉ lác đác vài quả như này thì không bận bỏ công chăm sóc đâu. Không bỏ công chăm sóc. Hôm nào em sẽ đi em gặp cái vườn nào mà nó thật là nhiều quả đấy. Phản ánh thực tế cho bà con biết. Để em xem đây là cái chuồng gì, trang trại, bác cũng làm trang trại cũng rất là rộng. Đây chắc là lùi gà rồi. Lùi gà các bạn. Đây đang rắc vôi, chuẩn bị vào chuồng lứa mới này. Chắc lứa vừa rồi em bán rồi. Đang rắc vôi rồi, các bạn thấy. Vườn đang rắc vào chuồng, đang rắc vôi. Đang rắc vôi này, chuẩn bị vào lứa mới. Đây là chắc là gà. Nuôi gà các bạn. Có em không vào đâu, để bao giờ có bác thả vào gà để em vào em quay cho các bác nhá. Đấy, trên kia cũng chuồng gà này. Bạn có thể thấy rất là buồn luôn. Bác bảo là vải ít thế này quay nó ngại, bác không muốn lên hình. Nên là thôi em xin phép em sẽ đi một vòng à đây. Các bác có thấy cái quả vải trên thân này, đấy. Quả vải trên thân này. Đấy, một số bà con ngày xưa em có xem một số video người ta bảo là làm vải trên thân này, đấy. Cái vải trên thân nó là như này này các bác. Đấy, vải trên thân nhá. Đây là cái thân cây vải, em quay xa các bác nhìn nó toàn cảnh nhá. Đấy. Bác thấy không? Đây là gốc này, đấy quả này. Ngay ở trên thân luôn. Bác thấy không? Một số bà con ngày xưa là có một số gọi là gần như là người nông dân là làm vải trên thân này, trên thân cây vải này, em cũng có xem một số video ấy. Đấy. Các bác có thể thấy này cái vải trên thân này. Đấy. Vải trên thân đấy. Nói chung vườn này thì bác bảo tỷ lệ đậu trái có 10% thôi thì quá thấp. Quá thấp các bạn ạ. Thôi nha. Em xin phép em kết thúc cái video đây. Ok. Thì em xin phép là đây em sẽ so sánh trực quan nhất cho các bác. Đây có ba cái loại vải vừa em cũng có thể có giới thiệu rồi thì em sẽ ăn thử nhá. Xem là vải năm nay nó có ngon không. Đấy, xem tại vườn nó năm nay nó có ngon không nhá. Đây em sẽ chua mình sẽ ăn trước. Đấy cái vải u hồng em sẽ ăn trước nhá. Vải u hồng các bạn. Đây, đấy, u hồng đây. Đấy vải u đây nhá, u hồng ấy. Vải này thì rất là chua các bạn. Em sẽ thử trước nào. Đây, các bạn. Cũng được các bạn. Ăn nó hơi bị chua chua tí, nhưng không sao. Ngon ngon. Mời các bác nhá. Đây hạt đây.
Đây, tiếp tục nhá. Vải này nhá. Đây, vải thiều các bạn. Vải thiều Thanh Hà nhá. Hạt nó nhỏ hơn này. Đâu, ô, em mất mấy cái quả vải u đi rồi. Ở đây đây. Các bác có thể thấy này, để em ăn xong nhá. Vải thiều Thanh Hà nó ngọt hơn các bạn. Các bác có thể thấy không? Đây ở bên này cái vải u, bên này hạt vải thiều Thanh Hà. Còn đây là cái vải thiều chính vụ chưa ăn được các bạn. Chưa ăn được đâu. Phải chờ khoảng tầm 1 tháng nữa bắt đầu vào rộ vải thiều chính vụ nhá. Bây giờ chỉ có vải sớm, vải Thanh Hà, vải sớm này mới là vải u thôi. Đấy, đây cũng là một quả vải Thanh Hà này. Nó rất là ngon. Vải ăn rất là ngon, thơm. Em mời các bác nhá. Rồi, em xin phép kết thúc video đây. Hẹn là các bác vào những video tiếp theo của em nhé. Thì các bác đăng ký kênh. Đấy, chia sẻ video cho em nhé. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nhá. Bye bye. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.